Hà Nhi từng chật vật đi xin hát phòng trà, bị đồn sửa nắc mặt và màn lộ diện bùng nổ ở ca sĩ mặt nạ. Bắt đầu xuất hiện trước công chúng trong cuộc thi Việt Nam Idol 2015, từ đó tên tuổi của Hà Nhi được biết đến nhiều hơn. Tuy là một giọng ca thực lực nhưng con đường khẳng định tên tuổi của cô khá gian truân. Từng chật vật đến mức muốn bỏ nghề. Hà Nhi sinh năm 1994 là một trong những giọng ca được nhắc đến nhiều trong thời gian qua. Tên tuổi của cô phủ sóng mạnh hơn sau khi tham gia game show ca sĩ mặt nạ trong vai Miêu Quý Tộc. Trước đó, Hà Nhi bắt đầu nổi lên nhờ những video hát live lan tỏa trên nền tảng TikTok. Giọng ca người Nghệ An trải qua khá nhiều chông gai để có thành công bước đầu như hiện tại. Năm 2015, Hà Nhi từng tham gia cuộc thi Việt Nam Idol và thành công vào top 4. Đồng thời, cô cũng là quán quân của Ẩn Số Hoàn Hảo 2019. Dù Hà Nhi có cố gắng tham gia nhiều cuộc thi để tìm kiếm một con đường mới cho bản thân, nhưng tên tuổi của cô lúc đó vẫn chưa thật sự nổi bật. Bẵng đi một thời gian, Hà Nhi quay trở lại và tạo nên cơn sốt với ca khúc Từng Cho Nhau. Giọng ca gốc Nghệ An dần đến gần hơn với khán giả khi tích cực tham gia show diễn từ Bắc đến Nam. Mặc dù Hà Nhi là một giọng ca thực lực, song nữ ca sĩ sinh năm 1994 lại bị gắn mác là ca sĩ cover khi trình diễn thành công loạt ca khúc như Dĩ Vãng Ngạt Nhòa, Tay Trái Chỉ Trăng. Dẫu vậy, quán quân Ẩn Số Hoàn Hảo 2019 cho biết chưa một lần bản thân cảm thấy chạnh lòng về những điều này. Trái lại, giọng ca chiến ít còn cảm thấy biết ơn khi được khán giả nhớ đến. Hà Nhi kể lại, hành trình sau khi rời Việt Nam Idol. Sau khi lọt vào top 4 Việt Nam Idol, tôi cảm thấy rất tự tin vì ít nhiều mình đã có một bước đệm khá ổn để có thể theo đuổi đam mê ca hát. Nhưng không, cuộc đời này vốn dĩ không như là mơ. Những cuộc thi giải thưởng chỉ có giá trị tại thời điểm đó. Tôi đã ra nhiều MV, single liên tục nhưng vẫn không có nhiều người biết Hà Nhi là ai. Tôi đã phải đi xin hát ở nhiều phòng trà và liên tục bị từ chối. May sao có một tụ điểm đã đồng ý cho tôi cơ hội để làm mini show. Tuy nhiên đêm nhạc đó tôi không bán được vé và phải nhờ đến sự giúp đỡ của anh Quang Trung làm khách mời mới có khách. Khán giả đi xem show nhưng không một ai quay phim hay nghe tôi hát gì vì họ không biết tôi là ai, làm tôi rất tủi thân. Tuy nhiên chỉ sau một bài hát Từng Cho Nhau, tôi được hàng loạt tụ điểm phòng trà lẫn event săn đón. Tôi không ngờ một bài hát quay live ở phòng trà lại đạt được 10 triệu view và lan truyền chóng mặt trên Facebook và YouTube. Từ một ca sĩ đi hát không ai biết là ai, luôn phải nhờ khách mời mới giúp bán được vé, tên tôi đã có thể đứng một mình. Tất cả các show diễn từ Bắc chí Nam đều full chỗ từ rất sớm. Đây có lẽ là một điều may mắn mà tổ nghiệp đã ban cho tôi khi tôi quá chán nản và định từ bỏ đam mê ca hát, vướng tin đồn giao kéo. Thành công đến với nữ ca sĩ gốc Nghệ An đi kèm với scandal kỳ lạ. Bởi ngày Hà Nhi được công chúng biết đến nhiều hơn, cô lại nhận được vô số lời chỉ trích vì ngoại hình khác lạ. Cụ thể, tại thời điểm đó, nhiều ý kiến cho rằng nữ ca sĩ đã sửa nắc mặt với mong muốn đổi đời và đổi luôn diện mạo. Cô bị đồn thổi là lạm dụng, giao kéo để chỉnh sửa nhan sắc. Đứng trước những ý kiến trái chiều về bản thân, Hà Nhi đã chính thức lên tiếng bác bỏ mọi tin đồn vô căn cứ. Cô cho rằng ngoại hình có sự thay đổi lớn nhờ tích cực giảm cân, thay đổi phong cách thời trang, kiểu tóc, cách trang điểm. Được biết, số cân nặng hiện tại của Hà Nhi là 47kg. Trước đó, cô từng chia sẻ thời điểm khi đi hát là 52kg. Mang lộ diện bùng nổ tại The Masked Singer. Sau khoảng thời gian chật vật vì công việc, mới đây, Hà Nhi lại một lần nữa khẳng định tài năng của mình trong chương trình The Masked Singer, ca sĩ mặt nạ. Trong suốt quá trình tham gia với thân phận Miêu Quý Tộc, Hà Nhi luôn làm khán giả lẫn ban cố vấn phải reo hò qua từng sân khấu của mình. Giọng hát ấn tượng, phong cách trình diễn tự nhiên của Hà Nhi khiến ai xem qua các sân khấu cũng phải nổi da gà. Đặc biệt, Hà Nhi còn có những màn trò chuyện duyên dáng với cố vấn Trấn Thành khiến người xem thích thú. Không những vậy, MV Chưa Quên Người Yêu Cũ, nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền, trước khi được Hà Nhi trình diễn chính thức, đã bất ngờ đứng top 5 trên YouTube và nhận về 7 triệu lượt xem sau 2 tháng với thông điệp ý nghĩa nhân văn. Những gì đã qua, chúng ta hãy luôn trân trọng, không cần phải cố quên vì tất cả đều là kỷ niệm, là một phần của ký ức tuổi trẻ. Có thể nói dù trong quá khứ từng phải trải qua nhiều khó khăn, song giờ đây mọi công sức của Hà Nhi đã được đền đáp xứng đáng. Các khán giả hiện tại đã dành nhiều tình cảm cho nữ ca sĩ và những buổi biểu diễn của cô cũng không còn thưa thớt người nghe. Có lẽ chính những thành công đó của Hà Nhi là một bước tiến mới dành cho cô trên con đường âm nhạc. Tranh cãi khi tung luôn hoa của khán giả tặng. Một đoạn clip ghi lại phần trình diễn của nữ ca sĩ Hà Nhi trong sân khấu nội bộ bất ngờ bị lan truyền trên mạng xã hội, tạo nhiều luồng ý kiến trái chiều. Cụ thể, trong lúc cô nàng đang say sưa hát, những khán giả yêu mến đã lên tặng hoa. Tuy nhiên, những hành động của cô sau đó với những bông hoa này làm gây tranh cãi không ít. Cụ thể, trong lúc cao trào cảm xúc, Hà Nhi đã tung toàn bộ số hoa mà khán giả tặng lên trời một cách thản nhiên để rơi tất cả xuống sân khấu. Sau màn ném hoa, cô lại tiếp tục trình diễn mà không có bất cứ gián đoạn nào. Không ít người xem và khán giả bức xúc trước hành động của nữ ca sĩ. Nhiều người cho rằng làm như vậy gây nên mất thiện cảm cho người xem. Những khán giả còn lại cho rằng lúc này cô quá nhập tâm, hành động ném hoa cũng phù hợp với lời bài hát đang diễn nên tạm thời có thể chấp nhận được. Bị tố đạo nhạc của ca sĩ Trung Quốc. Ngày 14 tháng 2, Hà Nhi cho ra mắt ca khúc Thơm. Đây là một sáng tác của Nam Nam, tác giả ca khúc Truyền Thái Y, Ngô Kiến Huy. Sau khi ra mắt, nhiều ý kiến cho rằng ca khúc có nhiều điểm tương đồng với Voila của Ngu Thư Hân.
Phía Hà Nhi đã nhanh chóng lên tiếng vụ việc. Cô cho biết ca khúc này trước đó đã trình diễn lần đầu tiên tại sự kiện Việt Nam Fashion Week vào ngày 4 tháng 12 năm 2020 và nhận được sự yêu thích của khán giả nên quyết định đầu tư làm MV. Còn Hoa La của Ngu Thư Hân phát hành tháng 2 năm 2021. Cô cũng minh chứng việc mình trao đổi email với chủ nhân của ca khúc để chứng minh thông tin đưa ra là chính xác. Phía Hà Nhi cũng mong muốn khán giả có cái nhìn công tâm và bớt khắt khe với ca sĩ Việt. Không phải cứ na ná nhau là quy chụp người ta ăn cắp, đại diện Hà Nhi nói.